Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục vào solo nha em ơi. Và mình cầm vị tướng 2 giá tê nha em, để solo với Charlotte nha em ơi. Thì hôm nay mình cầm Charlotte solo thì hôm nay lại được tới đầu với Charlotte luôn nha em ơi. Lâu rồi mới đánh solo lại cho anh em xem. Hôm nay mình bắn tăng ca nha em ơi. À, cho bắn chủ luôn à. Sao chạy được. Chiến công đầu luôn em ơi, ngon lành luôn. Chắc bạn đó lướt vô tình bay vô tù luôn rồi. Charlotte mới ra cũng nhiều bạn chưa có gọi là quen tay lắm anh em ơi. Nhiều khi xử lý ngô nghê lắm. Cũng như mình nha. Mình đánh ganh cũng vậy. Đó lúc mình cũng xử lý những cái pha gọi là quá ngô nghê nữa. Mình hiện tại chưa có vị tướng nào đi tấm ngon nên mình đang tập đánh Charlotte. Thấy cũng khá là mạnh rồi, là sấy luôn em ạ, sấy nè, 2-0 anh em, ngon lành luôn. Một hồi mình có đồ mình thả diều Charlotte nữa nè, Charlotte mình đánh mình không biết, nên chỉ cần mình có đồ là mình cứ cầm mình dễ chiêu một thôi, nó nhảy tới thì mình sử dụng chiêu hai mình lướt mình né đi, đó. Cứ giữ khoảng cách là mình sẽ thắng thôi em. À đây dòng buồn đấy vậy. Mình nghĩ là lướt qua xong mình tính lướt lên mà ai ngờ. Không sao anh em, vẫn siêu việt nha. Nhờ bạn này chắc tết tướng hay sao này, nên mình quên để ý bạn đó bật gì nha. À, để cho lính vô trụ nè, mình sẽ lót nó sẽ bị thoạt diện của mình, chiến thuật cũ thôi. Này nó ra là nó ra cứ cấu chung một anh em ạ, lướt chạy nè, sấy cái da da bị hắt tung anh em ạ, đau đó kìa, ừ. Đau vậy. Cho nó đỡ được mạng anh em ơi, không sao, không biết có win luôn không biết, không anh em ơi, không win nha nè, được có lý. Đó, thời gian mình ăn tăng ca này kia thì cảnh thì mình vào leo hẹn một trận, có thể là mình sẽ đánh một trận solo nhưng mà đó nên thời gian gấp rút, như thế nào gần tới giờ làm là mình sẽ tranh thủ mình nếu mà solo thì mình sẽ win nhanh đó, còn nếu đấu hẹn thì mình thường thường mình sẽ canh thời gian cũng khá là nhiều, tại vì đôi khi có một trận mười mấy 20 phút, hai mấy phút không chừng thì mình đi ăn được nửa tiếng thôi đó, thì hẹn anh em một ngày sớm nhất thì chúng ta sẽ gặp nhau trên livestream anh em, nếu là solo hoặc là leo hẹn cùng nhau đây này, làm gì lướt chạy này mà sấy. Vừa chạy là phải quay lại sấy liền, mà thấy nó đi là mình sấy lại liền, làm sao mà đỡ được. Nó đợi nó ra mình cấu ghĩa nó tiếp nữa. Nè tới nè, nó làm tới một nè, nó dính vào phi tiêu cũng đau. Ơ kìa kìa. Nên em ạ, rồi phải nói mà lao lên nó lụm mình luôn, chắc có thể là mình cũng không còn gì để đánh với nó luôn rồi. Đây mình canh canh có chiều cuối mình mới đánh đây nè, có chiều cuối bắt đầu mình mới chú phi tiêu rồi nó làm lướt nè. Ok chạy nè. Ê kìa, dữ vậy sao? Bằng cá trụ luôn nè. Mình đứng đây mình thả diều nữa. Nó không về. Này ăn cục máu rồi. Ê kìa. Anh em thấy không, nó tiến lại chỉ cần mình lướt đường né thôi. Ô, bằng trụ. Thấy máu nhiều thơm quá, bằng cá trụ. Đời không như là mơ. Rồi, giờ hờ máu thôi. Giờ lót này đang khá là chắc có thể cây cứu rồi, băng trụ đến hạ mình luôn. Mục tiêu còn xa, gấp cũng không được. Câu gì chứ đi tính tiếp mình nữa nè, né chạy. Mình sợ nó nhảy vô luôn ti mà. Chạy trước. Lướt giữ khoảng cách liền nè mà. Căng lắm.
Đó, em thấy còn con máu rồi, đau rồi chứ rồi. Chơi. Rồi kìa, coi kìa, rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ. Làm sao mà chạy được. 6-1 rồi em ơi. Ngon lành. Đợi cho con Charlotte Giang á, mình lại cấu ghĩa nó tiếp. Cấu ghĩa trước giao tranh nữa. Nó chuẩn bị ra tới rồi, nó ra tới rồi. Vừa lú đầu ra là mình có nghĩa liền. Rồi 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 rồi. Anh em thấy không, chiêu một của mình thôi nửa cây máu rồi. Nè nè nè, bây giờ xấy nè. Chạy chạy. Má đào liền cái mà. Đi chơi. 7-1. Ok là tạm hẹn. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Thứ hai cho xin một like và đăng ký kênh ủng hộ nha nè. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ơi. Bye bye.